Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm nhâm dần, Ban Quản lý Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia Chùa Thượng Lâm kết hợp cùng Ni sư trụ trì và chính quyền nhân dân Phật tử địa phương đã tổ chức Đại lễ Khánh Thành tu bổ Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia Chùa Thượng Lâm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Quang Lâm chứng minh buổi lễ của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thượng trực Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chính quyền tham dự có ông Lê Công Luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, Ông Phạm Nga Việt, Phó trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng, đông đảo nhân dân Phật tử thập phương. Chùa Thượng Lâm Tòa Lạc tại Thôn Hoại, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chùa được xây dựng vào thời hậu lê Cảnh Hưng thứ 18. Và đã qua nhiều lần tu sửa, chùa vẫn còn giữ lại nguyên bản nét văn hóa truyền thống. Chùa được tạo dựng với kiến trúc theo kiểu chữ gồm 7 gian tiền đường, một gian thiêu hương và ba gian thượng điện được kết hợp hài hòa tạo không gian thợ tự ấm áp linh thiêng. Năm 2001, chùa Thượng Lâm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua thời gian mưa nắng, ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 11 tháng 6, 2019, Ủy ban nhân dân xã, ban quản lý di tích và đơn vị thi công làm lễ trụng thổ khởi công tu bổ chùa với kiến trúc được giữ nguyên kiến trúc văn hóa thời hậu lê. Công tác tu bổ hoàn thành trong tháng 1 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chương trình Khánh Thành phải hoãn lại. Đầu năm 2022, doanh nghiệp đã phát tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ tòa Tam Bảo tiếp tục hỗ trợ tu bổ cổng tam quan của chùa ban quản lý di tích cũng nhận được sự phát tâm công đức của một số mạnh thường quân doanh nghiệp, Phật tử nhân dân trong và ngoài xã, người góp của người góp công giúp ban quản lý di tích tu bộ các hạng mục công trình khác như hai lầu chuông trống, ngôi giảng đường, nhà khách, xây dựng tường bao, lát sân và bậc. Tổng chi phí cho quá trình tu bổ chùa là 8 tỷ 450 triệu đồng. Đến nay các hạng mục tu bổ chùa Thượng Lâm đã hoàn thành đảm bảo khang trang và đẹp và giữ nguyên được giá trị của di tích trong niềm hoan hỷ vô biên chư tôn đức và quý để biểu trả các băng khánh thành chùa thượng lâm và thực hiện nghi thức dân hương lễ phật